Xin chào anh chị em và các bạn, tôi Tony Ngọc đây. Tony Ngọc và đội ngũ team Cu Liên chuyên những cái bất động sản trong vành đai 3 và những cái bất động sản được hưởng lợi từ câu chuyện đồng bộ về tiện ích cũng như hạ tầng của dự án Vinhome Golden Bắc. Đối với trục đường Nguyễn Văn Tăng là một trục đường kinh doanh buôn bán đa ngành nghề vô cùng tuyệt vời. Trục đường Nguyễn Văn Tăng bắt đầu từ ngã ba giữa trục đường Nguyễn Xín và Nguyễn Văn Tăng để hướng ra ngã ba Mỹ Thành. Tại đây nó là ngã ba giữa ba cái trục đường lớn là Lê Văn Việt, Hoàng Hữu Nam và Nguyễn Văn Tăng. Nối tiếp theo Hoàng Hữu Nam thì nó sẽ ra ga Metro cũng như bến xe miền Đông mới và bệnh viện Ung Bướu, và hướng đi theo đường Lê Văn Việt thì đó là một trong những trục đường kinh doanh mua bán đa ngành nghề sung bậc nhất của thành phố Thủ Đức, để ra ngã tư Thủ Đức để đi thông tứ phía lên cầu Sài Gòn hay xuống Biên Hòa hay đi Bình Dương. Về cơ bản thì đối với cái trục đường Nguyễn Văn Tăng này thì trong 4 năm vừa qua, lượng cư dân về tại dự án Vinhome Golden Bắc tọa lạc tại cái vị trí góc hai mặt tiền sông với quy mô lên đến 271 hecta, và cái lượng dân thời gian tới thì tôi ước tính rằng phải rơi vào khoảng con số là 200.000 cư dân. Và đối với cái thời điểm hiện tại thì lượng cư dân về đây đã lên đến 70.000, và cái trục đường Nguyễn Văn Tăng này nó là một trong những cái trục đường khai thác mua bán kinh doanh đa ngành nghề, tăng trưởng cả về lãi vốn và hiện tại dòng tiền khá là cao. Đối với những cái bất động sản thấp tầng xung quanh Vin hay là tại Vin thì cái dòng tiền chỉ rơi vào khoảng 1,5%. Thì trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Tăng này, Tuấn Ngọc đã chia sẻ một cái bất động sản hiện tại cho anh Ngữ VUS thuê với hợp đồng là 10 năm và hiện tại là cho thuê từ năm 2021 với giá khởi điểm ban đầu là 150 triệu một tháng, và bây giờ là tháng 10 của năm 2024 thì giá trên hợp đồng thuê là 181,5 triệu một tháng và sẽ có hợp đồng thuê đến 2031. Về cái tòa nhà này thì nó là một cái tòa nhà đã xây sẵn cho những anh chị không muốn thiết kế quan. Xíu nữa thì Tôn Ngọc sẽ giới thiệu một cái quỹ đất để xây cái tòa nhà văn phòng vô cùng đẹp, đó là một cái lô góc hai mặt tiền dành cho những anh chị muốn về cái câu chuyện xây dựng. Và Tôn Ngọc sẽ chia sẻ lại cái thông tin về cái tòa nhà VOS này, được xây dựng hầm trệt lửng 4 lầu và sân thượng, tổng cái diện tích sàn lên đến 1.300 mét, và xây trên một cái nền đất mặt tiền là 14,5 và sâu vào là 22 mét. Thì đây nó là một trong những cái tòa nhà văn phòng đẹp nhất của trục đường Nguyễn Văn Tăng, hiện tại đang được chào bán giảm chào từ 75 tỷ xuống còn 65 tỷ, và ước tính của Tô Đình Ngọc thì cái dòng tiền nó rơi vào khoảng 3,5% so với 1,5% tại những cái sản phẩm thấp tầng của dự án Vinhome Golden Bắc. Thì đó là một trong những cái lựa chọn đầu tư bất động sản vừa tăng trưởng về lãi vốn vừa tăng trưởng về dòng tiền khá là tốt. Và ngày hôm nay thì Tôn Ngọc sẽ lên một cái siêu phẩm này, đó là một cái lô góc hai mặt tiền tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Tăng với cái mặt tiền là 8 mét, nở hậu 10 mét, và tổng cái diện tích là 264 mét, và tính ra hiện tại giá chào bán rơi vào 148 triệu một mét, và tổng cái ngân sách rơi vào giá chào là 39 tỷ cho một cái bất động sản này. Và thời gian vừa qua thì những cái bất động sản tại xung quanh Vin, đặc biệt là tái định cư Phước Thiện, thì những cái phân khúc từ 5 đến 13 tỷ giao dịch khá là sôi động. Tuy nhiên thì những cái phân khúc mà từ 1 triệu đô đến 2 triệu đô xung quanh Vin thì theo như quan sát của Tuấn Ngọc mới gần đây nhất thì cũng chỉ có một vài cái bất động sản được giao dịch, nghĩa là những cái tiền lớn của những cái nhà đầu tư cá nhân thì hiện tại họ chưa đi vào những cái bất động sản trên, nên thành ra những cái vùng giá của những cái bất động sản mà có cái ngân sách tài chính từ 1 đến 2 triệu đô thì hiện tại gần như chưa bị tăng giá. Còn những cái bất động sản mà từ 3 đến 15 tỷ thì hiện tại trung bình tăng giá so với cái giá đáy từ quý 4 của năm 2023 đến bây giờ là đã tăng khoảng 10% rồi. Và đương nhiên thì những cái bất động sản hiện tại đang là một chân sóng của một cái đại sóng trong cái thời gian tới. Và đương nhiên thì tôi cũng tin rằng trong tầm nhìn từ 2025
đến 2028 thì những cái bất động sản xung quanh Vin nó sẽ được hưởng lợi nhờ cái câu chuyện vành đai 3, hưởng lợi nhờ cái câu chuyện Vin đồng bộ về tiện ích cũng như hạ tầng. Và mới gần đây thì theo thông tin tôi Ngọc nhận được thì ngày 6 tháng 12 thì công viên VinWonder của công viên 36 hecta của Vin thì chính thức khai trương. Và trong cái thời gian tới thì cũng rất là nhiều những cái kế hoạch bán hàng cũng như những cái sự nhộn nhịp của cái thị trường bất động sản trong cái quý 4 của năm 2024 này. Và tôi Ngọc tin rằng đối với những cái thời điểm này, những câu chuyện địa chính trị còn khá là phức tạp, thì nếu mà những nhà đầu tư mình dùng cái tiền mặt đầu tư ở trong thời điểm này thì vô cùng là chắc chắn và vô cùng an toàn. Còn đối với lại những cái bất động sản mà mặt tiền, cái trục đường nó được hưởng lợi quá lớn từ những cái câu chuyện như ga metro, hay là sự đồng bộ về tiện ích của Vinhome miền Bắc, hay là cái câu chuyện vành đai 3, thì tôi Ngọc tin rằng những cái bất động sản mà có dòng tiền 3,5% trên mặt tiền đường Nguyễn Văn Tăng, nó sẽ tăng trưởng về lãi vốn và nó có một cái nguồn thu nó khá là vững, khá là khỏe. Nó sẽ không giống với những cái bất động sản mà có thể là miễn cho thuê 18 tháng hoặc hỗ trợ hoàn thiện, tuy là trên cái hợp đồng có thể là một vài trăm triệu, nhưng cái giá thực tế mà để khai thác được, hoặc là cái dòng tiền gọi là dòng tiền mạnh ấy, thì nó không đến như vậy. Và đương nhiên cái bất động sản trên cái mặt tiền đường Văn Tăng này, lô góc hai mặt tiền, thì đối với lại những anh chị muốn tự thiết kế, tự xây dựng những cái tòa nhà cho mình thì mình sẽ đầu tư vào cái bất động sản này. Còn nếu như anh chị và các bạn không muốn xây dựng mà muốn gọi là đầu tư để có dòng tiền ngay, thì một cái bất động sản VOS với cái mặt tiền 14,5m thì tôi Ngọc tin rằng đây thì nó là những cái bất động sản vô cùng đáng đầu tư cho những cái phân khúc từ 60 đến 70 tỷ tại mặt tiền đường Nguyễn Văn Tăng. Và nếu như anh chị em và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung tôi Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích, hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của tôi Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ tôi Ngọc và đội ngũ team Kulen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Tôi Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi.